Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Qua cứu mình bạn ơi. Mình hôn nhầy. Không, mình nghĩ cho cầu sử dụng người cần cứu là không mình. Bạn ơi, mình nghĩ ở đây có người đấy. Hãy cứu lấy mình như thế bạn ơi, mình cầu xin bạn đấy. Mình đang hết máu rồi bạn ơi. Mình đang rất là nghèo máu. Mình sắp die rồi hôn nhầy. Mình tu. Hãy cứu lấy mình hôn nhầy, đừng. Đừng bỏ rơi mình hôn nhầy ơi. Trên này có người bạn ơi, mình cho. Đây bạn, để mình chạy xe qua đón bạn nhá. Đây mình chạy xe qua đón bạn này. Hey you. Qua đón ngay hôn nhi ơi. Đây bạn, đây bạn ơi. Nhà trắng đấy, nhà trắng. Chỗ đâu, nhà trắng à? Chỗ nào ông ơi? Trước mặt à? Ui, ok rồi. Thế nói được gì nữa à? Còn một thằng nữa chứ cậu. Biết nói là tại sao? Các bạn ơi, như này thì biết nói là tại sao? Mình luôn để phần cậu rồi cậu. Chết thằng con đường. Mình không tin bạn ơi. Mình không tin. Mình không tin những câu nói dối trá của bạn. Mình không tin nó không có người. Bạn thật dối trá. Bạn lừa mình. Ui, bạn lừa mình. Nó ngay phía dưới bạn ơi, bạn lừa mình. Ui, bạn câu bom chóng vào mặt mình. Wow. Bạn câu bom chóng này ăn mạng một mình. Ui, bạn câu bom chóng. Ui, bạn lừa mình. Mình đâu lừa cậu. Bạn câu bom chóng này hạ gục không cho đồng đội ăn mạng. Wow. Ui, ui, ui. Không phải mình, not me, not me. Chắc được ghê rồi, hôm nay lại chuẩn bị ăn mạng rồi. Chắc được ghê rồi. Nói được gì nữa anh em. Sĩ kia chỉ biết im lặng. Nói gì đi các bạn ơi. Hôm nay ăn quá nhiều mạng. Wow. Đừng đùa với đi ta dùa. Đừng đùa với hôm nay anh em ơi, nó ăn quá nhiều mạng rồi. Friend với nhau mà chỉ nói thế đấy anh em ạ. Mình mới có 1 kill, Huân Nhi 4 kill. Wow. Vãi đếm. Mình có đếm đâu Huân Nhi ơi. Ý cậu là sao? Mình có làm gì đâu. Mình chỉ có món choán thôi mà, mình có làm gì đâu. Cậu đừng nói kiểu. Mình không làm gì cả. Mình có làm gì đâu. Mình không làm gì cả, mình không biết gì cả. Mình vô tội bạn ơi, bạn đừng nói mình như vậy. Mình buồn, mình sâu xét. Cậu đừng kiểu làm xong rồi tự nhận mình kiểu ngây thơ vô số tội như vậy. Mình thật sự là mình như vậy mà. Bạn đừng nói mình rẻ tiền, ok. Bạn mới là cheap money. Đúng chứ, cậu rẻ tiền mà. No, mình đâu rẻ tiền, bạn mới là người rẻ tiền. Ôi Hôn Nhi ơi, đừng như vậy. Hôn Nhi ơi, đừng như vậy. Bình tĩnh cậu. Bạn lại im ỉm ăn mạng và cái kết. Đâu như ai đó. Rút ra bài học từ trận trước thôi cậu. Không, mình chẳng thấy bài học nào cả. Mình chỉ thấy Hôn Nhi càng ngày càng cheap money hơn các bạn ơi. Hết lòng vì đồng đội và cái kết. Đồng đội cái lên kết. Xe bỏ rơi. Sao? Để cho hai thằng ở đấy bắn mình. Mình có làm gì đâu. Mình còn đang sợ chết nữa mà nên mình mới chạy mà bạn. Chúng ta có hai người. Làm gì phải chạy này cậu. Mình sợ chết bạn ơi nên mình chạy. Hi. Ra tiền. Mình có sợ bạn cái ăn mạng nữa nên mình chạy. Hi. Wow. Wow, có gì mình mà có wow. Sát thủ. Không đúng à? Wow, bạn là sát thủ version 2. Đừng đi sát thủ với mình không trả tiền như thế nào. Vậy tại sao bạn ăn nhiều kill hơn mình? Wow, mình buồn. Tên tên các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái khu vực đó là khu vực đây anh em, trung tâm các bạn ạ. Tên là hơi ngược. Có cần mình giúp cho không? Mình có 1 túi máu, mình không cần bạn đâu. Okay. Ý bạn là sao? Ý bạn đi bộ à? Ý bạn là sao? Ý bạn là sao? Xuống xe. Ý bạn là sao? Hả? Ý bạn là sao? Mình có làm gì đâu. Mình có làm sự chết nữa mà. Ui. Ui, có thằng đi xe bên trên cậu ơi. Mình không thấy ai cả. Mình thấy ký hiệu xe rồi. Trên này. Mình không thấy ai cả bạn ơi. Mình còn đang sợ chết nữa mà. Mình không thấy ai cả Hồng Nhi ơi. Ê, đây rồi. Wow, nó chạy đâu rồi? Bên phải, chỗ bên nào phải. Nhỉ? À, nó lại xuống xe anh em ơi. Nó có xuống đâu. Ôi, tôi hết máu rồi ông ơi.
Mình biết. Thế mà tiểu máu giờ buồn quá, nhảy ngu anh em ạ, đâm ra hết máu này. Bây giờ đâm mình, nó đâm mình. Con nhai nó đâm mình, cứu lấy mình, con nhai đừng. Mình cứu đây. Đây, hãy cứu lấy mình đi. Một đứa nữa hôn nhai. Hãy cứu lấy mình hôn nhai. Hãy cứu lấy mình hôn nhai đừng. Đừng hôn nhai đừng. Hãy cứu lấy mình hôn nhai đừng. Hôn nhai đừng. Hãy cứu lấy mình hôn nhai đừng. Bạn đừng như vậy. Ui, bạn lại cứu nó à? No. No hôn nhai, no. No, bạn đừng cứu nó chứ. No. No hôn nhai đừng. Chip money nữa, mình cầu xin bạn đấy. Ui. Thêm một pha nhảy ngu nữa các bạn ơi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ôi bạn ơi, bó thuốc căng vậy mình hết máu rồi. Hôn Nhi ơi, help me. Hãy ra kịch cầu. Đu dây các bạn ơi. Bạn ơi, bạn hãy chạy đi. Ui. Ơ bạn ấy không để lại máu cho mình. Không, mình nghĩ mà bó sẽ để lại. No, bạn thật cheap money. Mình không được tin bạn là con người như vậy. Thế thôi, wow. Mình không để lại nữa. Ui, bạn càng rẻ tiền. Cái này là bạn super cheap money rồi. Mình sợ bạn quá rồi Huy Nhi ạ. Đừng rẻ tiền như vậy. Lấy đi. Wow. Ok, thank you. Bạn not rẻ tiền. Đây mình cuốn máu cái đã. Người đồng đội lật mặt như bánh tráng. Đâu. Người đồng đội lật mặt như như bánh xe bò chứ ông. Ông là bánh tráng. Hơi sai sai ông ạ. Hello các bạn ơi. Ui. Ui 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 ui. Gì đấy? Huy Nhi đừng. Đừng Huy Nhi, chết đây Huy Nhi. Đợi mình, Huy Nhi đừng. Đừng bạn ơi, chết đây Huy Nhi. Đừng Huy Nhi. No. No bạn ơi, chết đây Huy Nhi. Chết đây Huy Nhi, đừng như vậy. Người đông hết rồi. Đừng như vậy anh em ơi. Huy Nhi, chết đây Huy Nhi, đừng như vậy. Ui, mình không thể tin được. Huy Nhi lại nhanh như vậy. Nhanh như một con gió. À đâu? Nhanh như một cơn gió. Sorry, sorry Huy Nhi ạ. Cậu cứ như một vị thần. Y vỉ. Đâu đâu. Mình tạo tự tìm cơ hội cho mình thôi. Không trông chờ đồng đội. Mình có làm gì đâu bạn. Mình có đang sợ chết nữa mà. Bạn đừng nói mình như vậy. Mình buồn, mình sâu sát Huy Nhi ơi. Hi. Mình sẽ xem mình kiếm thêm máu nào. Thằng này hết máu rồi. Ủa, mày cơm ăn choáng ra chỗ mình à? Rẻ tiền. Mình không ngờ bạn là con người rẻ tiền như vậy Huy Nhi ạ. Mình có làm gì đâu. Bạn cơm ăn choáng chỗ mình đúng không? Bạn chôn mình đúng không? Rẻ tiền. Mình có làm gì đâu, mình vừa mới đi ra mà. Thôi, rẻ tiền. Tôi thừa biết bộ mặt của ông. Ông là con người rẻ tiền, tôi lạ gì nữa. Ồ. Mình có làm gì đâu. Thôi bạn ơi, bạn đừng lật mặt như bánh tráng nữa nhá. Bánh xe bò à chứ cậu. Ơ, bạn đừng lật mặt như bánh xe tăng nhá. Lật mặt như bánh xe tăng đó là Huy Nhi anh em ạ. Mà xe tăng thì nót có bánh. Xe tăng của bánh chứ cậu. Không, xe tăng ở đâu gọi là xích ông ấy. Làm quả xích to vãi trưởng bắt đầu là lôi luôn thẳng làm gì có bánh. Hay ông lại kiểu như là bảo vá lốp xe tăng thì tôi sợ rồi. Mình đâu có rẻ tiền như ai đó. Đây để mình ăn tạm cái nấm cái đã anh em ơi. Ok các bạn. Bây giờ mình mới có được 3 kill thôi, bạn đừng rẻ tiền nữa được không? Huy Nhi ơi, hãy để cho mình đi. Hãy để cho mình một vài kill đi. Ui, 5 kill, no. Tại sao bạn liếm nhiều mạng vậy? Ui, team là cậu sẽ bằng mình. Bạn là con ma lưỡi dài. No. Mình team. No. Thôi. Bạn là con ma lưỡi dài Huy Nhi ơi. Bạn liếm quá nhiều mạng rồi, đừng liếm nữa. Liếm nhiều mạng mắc nghẹn chết sớm Huy Nhi ạ. Từ trận trước. Bài học đó là đừng bao giờ liếm quá nhiều mạng Huy Nhi ơi. Ồ, sao vậy người anh em? Thôi xong. Thôi xong các bạn ơi, Huy Nhi. Đừng. Không cần chọn được các bạn nhá. Đừng Huy Nhi, đừng Huy Nhi, đừng. Mình bảo bạn rồi đừng như vậy. Ui. Đừng như vậy Huy Nhi, đừng như vậy. Huy Nhi, mình cầu xin bạn đừng như vậy được không? Đừng rẻ tiền nữa được không? Hãy để mình ăn đi. Mình khao khát có mạng Huy Nhi ơi, mình cầu xin bạn mình please. Mình cầu xin bạn đấy Huy Nhi ơi. Oh my god. Ui, nó chết phóng liệu. Ui, nó chết phóng liệu này. Mình cầu xin bạn đấy Huy Nhi ơi, đừng. Ôi, bên này. Đừng, mình bảo rồi cơ mà. Huy Nhi ơi, mình cầu xin. Đúng bạn rồi. Đấy. Sao tôi băng? Ui, ui. Bên trái. Ui, ghê vậy. Xí cái vậy anh chơi. Ui. Xí cái vậy. Ui, cái đậu xanh. Cứu. Ok cứu bạn, đây. Mình cứu ngay. Đấy, cứu ngay. Được rồi, clear hai đứa rồi ông ơi. Mình đã bảo rồi cơ mà. Bạn hối lỗi chưa? Sợ chưa?
Mình đâu làm có gì lỗi đâu. chưa? Bạn đang tính kill hai đứa này, may là mình có mình support đấy, cảm ơn đi. Ý cậu là sao? Đây đây. À, biết thế mình được cứu Huy Nhi nữa anh em ạ, cho nó phải trả giá với cái hành động này. Ồ. Ồ, Ý cậu mình là cứu bắt mình bạn hối lỗi trong sao mà khi lại nói mình như chưa có vậy? việc gì Wow. cả. Cậu sai kill đúng không? Ồ, như vậy chúng ta là friend này bạn ơi, chúng ta bằng kill nhau rồi. Chúng ta là friend bạn ơi. Ok. Ok, thì ok, được chưa? Mình đâu nói Ơ, gì bọn này không đâu, có tỉnh già. lại nhá. Bọn này không có già, mấy đứa mà bao nhiêu hổng sắc mà không có già. Cậu cứ nghĩ là già dễ kiếm lắm đi. Bình thường có một trận là mình kiếm tận 7 cái anh em ạ. 7 Ừ, khẩu, thế thì bảy ghê rồi. Không vào được xe không ạ? Xe hư rồi, đậu xanh. Tưởng xe chạy được. Thế là bây giờ còn lại 6 đứa nữa các bạn ơi. Và mình với lại Huy Nhi đang cố gắng giành giật từng mạng cuối cùng các bạn ơi. tình cảm anh em sao cậu nói như vậy. Đâu đâu, chúng ta làm gì có tình anh em mà lại cứ đùa mình đấy. Nói giành giật hơi quá, chúng ta đúng nên mà. dành một từ gọi là chia nhau cho Hẳn là chia nhau. Ông đùa với tôi đấy à? Đây thì người ta gọi là giành giật ông ạ đấy. Đây gọi là tranh cướp của nhau, lại cả bảo là chia nhau. Chia nhau là sai lầm rồi ạ, không đúng. Team chúng ta nên gọi là giành giật mạng của nhau đấy. Gọi là, hoặc là một cái từ nó gắt hơn nữa, như kiểu là liếm mạng của nhau đấy. Ủa thì gắt chưa? Phải nói liếm mạng của nhau nó mới đúng, được chưa? SK team liếm mạng của nhau, gắt. Ui Huy Nhi, bạn thấy người à? Đừng, đừng như vậy, hãy nói mình vị trí đi bạn ơi. Bạn đừng im mình bị có bán thấy mạng ai nữa. đâu. Huy Nhi nãy là im bị bán mạng và ký kết anh em ạ. Wow. Trận trước cậu cũng im ỉm lên xe mà bỏ mặc mình, Đâu, mình có làm gì đâu. đừng giả vờ ngây thơ như Huy Nhi ơi, mình có làm gì đâu, Huy Nhi ơi. vậy. Ê, trước mặt, còn thấy không, thấy không, thấy thấy từ băng đi bên phải có người. Ê, đừng rẻ Ui. tiền như vậy. Mình đâu có rẻ tiền. Mình chỉ muốn có giáp 4 thôi mà bạn. Hi. Mình chỉ muốn có giáp 4 thôi mà Huy Nhi ơi, đừng. Huy Nhi ơi, đừng. Huy Nhi ơi, đừng. Mình chỉ muốn có giáp 4 thôi mà Huy Nhi ơi, đừng. Cậu đừng như vậy. Bạn ơi, đừng như vậy nữa. Ôi bạn chặn nó không cho mình ăn mạng. Đúng Wow rồi, bạn đang rẻ công tiền. tơi Bạn đi. rẻ tiền, bạn rẻ tiền, Đang bạn rẻ công tiền, bạn rẻ tơi tiền, bạn rẻ tiền. Ui, hai đứa bạn ơi, ui. Hai đứa bạn ơi, ui. Suy đa anh em ơi, còn máu quá đã. Huy Nhi ơi, cứu. Bây giờ là lúc mình cần bạn. Wow, mình suy đa rồi bạn ơi. Thằng ok nó đang định kêu mình đấy. mình Gắt đã vãi rồi. chưởng anh em ạ. Can thật, can thật. Để xem là kiếm lấy từ máu cái đã anh em ơi. Ôi, chúng nó chạy qua này. Cái đậu xanh chúng nó chạy qua này. What the hell, chạy qua à? Ok, nốc rồi nhé. Lên bản đánh số đi em ơi. Lên bản đánh số đi em ơi. Nào, lên bản đánh số đi em ơi. Còn một đứa nữa không ơi, một đứa nữa. Đang gì? Xem kiếm Đang lấy tìm quả bóng cậu. keo anh em ơi. Sao bạn ơi? Ui. Bạn ơi, thấy nó chưa? Ui, hôn như đã clear xong. Công Thế thì nhà bỏ ghê không rồi. khá. Quá đỉnh. Không, quá rẻ tiền, quá cheap money. Tôi chẳng thấy Ờ bất cứ một cái sự đỉnh nào của ông ở đây cả. Có hai đứa nữa anh em ơi. Cả mới có được 6 kill thôi anh em ơi. mình thì Ê, có bên mình sáu là kia có rồi 24 mắt thôi. xem này, bên bạn có bao nhiêu mắt xem rồi? Không mắt xem. Wow, không mắt xem. Đậu xanh sao lúc nào cũng vậy. Chắc là các cháu xem xịt kẹo hết rồi. Buồn chưa Hồ Nhi ơi? Buồn chưa? Hay là bạn lừa mình làm gì có chuyện không mắt xem? Ui cái đậu xanh ở đây. Ngay phía này này. Đang chạy này. Ui hai đứa bạn ơi. Hai đứa thì ghê rồi. Cầm máu cái đã nào. Ui ôi, Ui gắt đứng vậy. lên ngồi xuống cậu Gắt ơi. vậy. Ui đây, mình cứu ngay. Ê, bỏ thùng chụp nó nhá. Ok hết bom keo rồi ông ơi. Cố gắng vận động thôi. Ê, mình chia thôi. Hai quả này, ba quả Đây này. bạn có hai quả. Ok quay vứt đây vứt đây. Vứt Mình đây vứt có nhỉ. 9 quả cơ mà. Ui 9 quả cơ. Thế vứt bớt đây. Nữa đi. Mình lấy cho cả đồng đội luôn nha. Ok thank you. Thật thì ngon bạn ơi. Từ từ hãn dùng băng keo vội từ từ. Chạy Đây qua có ok cái người nữa đã. nha. Đấy ok cái đã. Ui này bắn anh này. Từ từ đấy quần máu đi ông ơi. Đây Một cầm sẵn băng hướng có keo bắn này. cho bạn. Ok ông ơi. Có người nhá. Ok đây. Hai đứa dựng một quả thôi đỡ tổ đúng không ạ? Tuyệt vời. Sao cậu em như nghĩ như vậy, mình buồn cười. Thì hai đứa dựng một quả đỡ tổ đúng không ơi? Còn gì nữa? Ui này, câu qua này. Dạ, Câu không đến đâu ông ơi, nhiều nó câu bông không đến keo. đâu. Nhiều bông keo Ui bạn mà. ơi, câu thừa vậy. Vào đi cậu. Để đây ngoài đây, hai đứa dựng một quả đấy, tôi dựng cho. Ui.
Thôi để mình đi cho. Làm quả hai đứa cùng dựng này tốn kém quá nhiều nhỉ. Cẩn thận ông ơi, cẩn thận ông ơi. Mình em con hát xong rồi nhá. Một thằng kia gạ chảo này. Ê, nó gạ tim áp kìa. Nót gạ. Gạ đi cho ông. Gạ không? Này, thằng này nó không gã đâu, nó chơi đấy, nó không gã đâu, nó chơi đấy. Nó chơi đấy ông ơi, nó không gã đâu. Nó chơi đấy, nó giả vờ đấy. Ôi Huy Nhi, ông dựng ngu rồi. Ông dựng ngu nó tia tôi rồi. Cái đậu xanh Huy Nhi. Kêu nó Huy Nhi. Nhanh dựng thêm quả bóng keo nữa chứ mình. Ôi đậu xanh. Nó cứ đem mình tối Huy Nhi, kêu nó. Bạn dựng ngu là mình không chạy được. Đậu xanh. Bạn dựng như này là mình không sống được rồi Huy Nhi ạ. Thế đằng kia đâu, thằng còn lại đâu. Cứu nó. Cứu nó lấy tôi một này. Ok hay lắm bạn ơi. Một thằng này chúng ta dụ, một thằng bắn không? Ờ đúng rồi. Gặp quả team rẻ tiền, một thằng dụ một thằng bắn. Đây là lục đục nội bộ anh em ơi, giữa team địch. Ai chán quá nhỉ, thêm mình die rồi bạn ơi. Bởi vì là cái quả pha bạn dựng bom keo là mình không chạy vào trong được. Đấy. Nhưng mà mình không dựng mình chết được. No. Nhưng mà bạn dựng bạn chắn đường mình. No, bạn rẻ tiền thay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.